Bà xã Lý Hải nói về vụ kiện 4 tỷ, cú sốc lớn đối với gia đình. Trên trang cá nhân, bà xã ca sĩ Lý Hải là Minh Hà liên tục đăng tải dòng trạng thái liên quan đến vụ ồn ào giữa Lý Hải và nhà thơ Trương Minh Nhật. Những ngày qua, thông tin về vụ lùm xùm tranh chấp tác quyền ca khúc Gánh Mẹ giữa tác giả Quách Bim và nhà thơ Trương Minh Nhật nhận được sự quan tâm của dư luận. Trên trang cá nhân, ca sĩ Lý Hải cũng livestream bày tỏ sự bức xúc khi bị nhà thơ đưa đơn khởi kiện và yêu cầu công ty anh bồi thường 4 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc này, bà xã ca sĩ Lý Hải là Minh Hà cũng thường xuyên đăng tải bài viết cập nhật tình hình. Cô nhấn mạnh, sự thật mãi là sự thật, lần đầu tiên trong cuộc đời bị kiện đòi 4 tỷ. Khi đã làm đúng pháp luật, các bạn, các anh chị ơi lên tiếng giùm mình và anh Lý Hải với. Đây là cú sốc vô cùng lớn đối với gia đình Lý Hải. Chưa dừng lại ở đó, Minh Hà và chồng khẳng định công ty của mình luôn tuân thủ pháp luật và tin tưởng pháp luật. Lý do nam ca sĩ muốn chia sẻ rộng rãi thông tin này là để rộng lượng dư luận và mong nhận được sự góp ý cũng như sự giúp đỡ của anh em, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Mặc dù khởi kiện nhưng không thấy anh Trương Minh Nhật, luật sư Phan Vũ Tuấn và ekip của anh kèm theo giấy tờ cơ quan nhà nước xác nhận quyền tác giả và Lý Hải cũng không đủ thẩm quyền khả năng có thể xác nhận điều này, cô nhấn mạnh. Chưa dừng lại ở đó, Minh Hà cho rằng phía nhà thơ Trương Minh Nhật không trung thực. Lý giải về điều này, cô chia sẻ trên Facebook Trương Minh Nhật, Facebook Tuấn Vũ Phan, luật sư của anh Nhật và các bài đưa tin của bên anh cho báo đều ghi anh Nhật đang kiện tác giả Quách Bim để đòi quyền tác giả, không yêu cầu bồi thường vật chất. Ngày 4 tháng 12, 2019, luật sư của anh Nhật đã đăng hình thông báo thụ lý của tòa án. Ngày 28 tháng 11, 2019 lên Facebook chứng minh cho tuyên bố kiện đòi quyền tác giả của anh Nhật. Nhưng từ dòng sau, tên Đoàn Đông Đức, tức Quách Bim, anh đã che lại toàn bộ nội dung. Chính trên tờ thông báo số 250 đó, sự thật là Lý Hải Rồ mới là người bị anh kiện kèm theo một loạt các yêu cầu về vật chất. Đối với Lý Hải Rồ mà không có bất cứ yêu cầu đòi quyền tác giả nào đối với Quách Bim. Đồng thời, nữ diễn viên chia sẻ thêm, bài hát đã có trên mạng rất nhiều từ 2016 không kiện. Rất nhiều chương trình lớn, game show, đài truyền hình quốc gia sử dụng ghi sáng tác Quách Bim, không phải một mình Lý Hải Rồ. Có phải Lý Hải Rồ để Lý Hải Rồ sáng tác đâu mà Lý Hải Rồ cũng sử dụng, trả phí cho chính chủ được pháp luật công nhận, chứ phải sử dụng lụi đâu. Tôi tin pháp luật sẽ bảo vệ người mua tác phẩm đúng pháp luật. Lý Hải bị tòa án triệu tập khi ông Trương Minh Nhật gửi đơn khởi kiện công ty Lý Hải vi phạm quyền tác giả.